Hôm nay các bạn được học cái bài uốn ván thì nói trước, bài này thực ra là không có cái gì cập nhật mới hết. Từ thời anh đi học cho tới bây giờ thì kiến thức uốn ván nó vẫn y chang vậy, chưa có gì mới cả. Có lẽ lý do là cái bệnh này nó chỉ ở nước mấy cái nước nghèo, nước đang phát triển thôi. Còn mấy cái nước giàu á thì cái bệnh này nó không có thấy nhiều. Thời chiến tranh thì nó có, nhưng mà thấy là nó chích ngừa cũng như là nó hạn chế bị những cái vết thương có khả năng dẫn tới cái bệnh này, cho nên là nó cũng rất là ít gặp luôn. Cho nên bệnh này nó không có nghiên cứu, cho nên là những cái kiến thức các bạn đang được học hôm nay á là chắc hồi đó khoảng 10 hơn chắc 15 năm anh học giống giống vậy, cũng không gì mới. Rồi xong hết chưa? Rồi vậy giờ bắt đầu học nha. Thì hôm nay thì anh được bộ môn nhiễm phân công cho anh dạy cái bài uốn ván. Thì chắc là anh sẽ trao đổi chắc khoảng trong vòng khoảng 45 phút hoặc là 1 tiếng thôi. Rồi sau đó để dành thời gian còn lại để các bạn có gì thắc mắc thì các bạn hỏi. Bệnh này thì nói chung là mình sẽ đi lướt về cái triệu chứng lâm sàng, nó sẽ về nói về triệu chứng lâm sàng nó sẽ kỹ một chút. Còn những cái vấn đề như là về cận lâm sàng, về điều trị thì sẽ nói gần như là lướt qua. Còn tại sao nói lướt qua thì lát nữa sẽ biết. Rồi, uốn ván là cái gì? Thì theo định nghĩa của trong cuốn Mandel á, đây là một cái bệnh lý về hệ thần kinh do độc tố tetanospasmin, và cái độc tố này được tiết ra bởi con vi trùng mang tên là Clostridium tetani. Và cái khi mà một cái người mà bị nhiễm cái độc tố tetanospasmin này thông qua cái vết thương á, thì theo khoảng đâu đó 1 tuần sau khi bị nhiễm cái vết cái độc tố này, bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện co cứng cơ toàn thân, và người ta thấy là đặc trưng của nó là co cứng cơ toàn thân và co giật. Và này nói rồi, cái bệnh này thì nó phòng ngừa được tới 85 đến 90% bằng vaccine. Đây là một số định nghĩa về uốn ván theo tổ chức CDC cũng như là theo tổ chức Y tế Thế giới. Thì theo CDC bên Mỹ thì người ta thấy rằng một cái tình trạng tăng trương lực cơ hoặc co cứng cơ gây đau mà không có rõ nguyên nhân gì hết, và thường xuất hiện đầu tiên là co cứng cơ hàm và cơ cổ, sau đó nó lan ra toàn thân, thì người ta nghĩ có khả năng đây là một cái tình trạng co cứng cơ trong bệnh uốn ván. Tổ chức Y tế Thế giới thì mở rộng thêm đối với cái bệnh uốn ván này thì nó có hai cái nhóm tương đối là nó đặc biệt. Thứ nhất là nhóm về sơ sinh, tức là trẻ em mới sinh ra cho tới 1 tháng tuổi. Thì người ta định nghĩa là cái bệnh uốn ván này xảy ra từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 28 sau sinh, với cái những cái triệu chứng như là bỏ bú và không khóc, và sau đó là xuất hiện tình trạng co cứng cơ và co giật toàn thân. Và cái nhóm thứ hai là uốn ván trên phụ nữ mang thai hoặc uốn ván sản khoa, là bệnh uốn ván xảy ra trong lúc mang thai hoặc trong vòng 6 tuần sau khi chấm dứt thai kỳ. Chấm dứt thai kỳ ở đây có thể là sinh thường, sảy thai hoặc là phá thai. Vì lý do tại sao người ta lại đưa ra thêm hai cái nhóm đặc biệt này trong cái uốn ván, vì cái lý do xử lý hai cái nhóm này nó sẽ hơi khác biệt, và cái tiên lượng mà khi mà bị mắc bệnh uốn ván trong hai nhóm này nó cũng khác nhau so với cái nhóm mà bị uốn ván trên những cái người bình thường như người lớn hoặc là trẻ em. Cái dịch tễ học này thôi lướt qua đi, đọc cho vui thôi, không có gì hết. Rồi cái lý do tại sao uốn ván nói bây giờ thì nó cũng chỉ là kiến thức cũ thôi. Thì đây là cái biểu đồ để nói lên chuyện hồi xưa. Cái thời hồi năm 1980 đó, hồi đó người ta thấy rằng uốn ván ở toàn thế giới chưa có được phủ bằng phòng ngừa bằng vaccine đó, thì họ thấy rằng cái tỷ lệ mắc hàng năm nó lên có khi là tới 120.000 ca ở một cái khu vực nào đó, hoặc là 140.000 ca một năm chẳng hạn như vậy. Và sau khi mà Tổ chức Y tế Thế giới ban bố cái nói chung là phủ cái vaccine để phòng ngừa uốn ván này, nó theo từng năm nó càng tăng dần lên đó, thì mình sẽ thấy rằng cái tỷ lệ phủ vaccine nó càng cao. Ví dụ như tới năm 1995 cho tới năm 2005 á, thì cái tỷ lệ phủ vaccine của nó lên tới được khoảng 85 tới 90% á, thì cái tỷ lệ mắc bệnh uốn ván ở thời điểm mà khoảng trong 10 năm sau này đó thì rất là thấp, nó chỉ còn đâu đó có khoảng có 10% thôi. Đó là lý do tại sao người ta thấy rằng cái bệnh này nếu mà được phòng ngừa tốt bằng vaccine thì coi như là cái tỷ lệ mắc của cái bệnh uốn ván này trong toàn dân rất là thấp. Và thêm một cái lý do nữa để nói là cái bệnh này người ta cũng không có thể gọi là thích thú nhiều á. Khi mà bị mắc cái bệnh này thì nói thiệt á, đối với Việt Nam á,
thì chi phí điều trị khá là mắc, và cái thời gian mà nằm điều trị của ca này, một cái bệnh uốn ván, nếu mà anh nhớ không lầm á, thì có khi là thời gian khoảng là 1 cho tới 2 tháng và nằm trong khoa ICU. Và cái tổng chi phí điều trị ít ra ở Việt Nam á, thì có thể là khoảng đâu đó tới 40 tới 50 triệu. Đó là cái con số các bạn ghi thấy trên bảng ha. Còn ở nước ngoài thì đương nhiên cái chi phí nó sẽ phải cao hơn, tại vì cái phương tiện hồi sức cũng như là cái chi phí thăm khám chữa bệnh nó sẽ đắt tiền hơn. Cho nên là có khi nó tốn đâu đó khoảng 2.000 bao một ngày ở nước Anh. Như vậy nếu mà nhân lên, tại cái thời gian điều trị uốn ván ở đâu cũng như vậy thôi, vì lý do bệnh uốn ván chưa có thuốc đặc trị, cho nên là nó cũng sẽ tốn đâu đó cỡ khoảng 1 tới 2 tháng. Và như vậy một ca mà tốn tới cái chi phí rất là lớn như vậy, thì về gọi là tính gọi là cái hiệu suất kinh tế của cái bệnh viện đó, nó sẽ không có được thuận lợi cho lắm nè. Có thể dành cái giường đó cho 10 ca tim mạch chẳng hạn thì nó lại ngon hơn, nó chẳng hạn vậy. Rồi rồi, đây là một số yếu tố dịch tễ liên quan tới uốn ván. Thì cái con vi trùng uốn ván này nó nằm ở đâu? Nằm trong những cái môi trường bên ngoài của mình, nhất là trong đất cát nè ha, hoặc là trong phân người, trong phân động vật, hoặc có khi là trong đường ruột của động vật nữa. Và cái vết cái ngọ cái bệnh uốn ván này lây truyền qua những cái vết thương bị nhiễm bẩn đất cát, hoặc là nhiễm bẩn với những cái chất hữu cơ như là phân động vật hoặc là phân người. Thì những cái vết thương nhiễm bẩn nó như thế nào mới có khả năng dẫn tới uốn ván? Thì đây là có một số những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là những cái vết thương mà đâm xuyên, đạp đinh, đạp kim, thì những cái vết thương này nó rỉ sét, nó có mang bào nang uốn ván sẵn trên những cái dụng cụ đó, có khả năng nó sẽ đưa cái bào nang uốn ván vào thẳng cái vết thương của bệnh nhân. Hoặc là những vết thương mà nó bị dính dị vật như đất cát hoặc phân, hoặc những cái vết thương này hay gặp ở đâu, đó là trên những cái bệnh nhân mà làm nghề nghiệp như là nông dân đi chân đất, hoặc là những cái công nhân mà làm công việc như là phổ thông, như là mang vác đất hay là mang vác bao cát gì đó chẳng hạn, thì họ bị trầy tay trầy chân, hoặc là làm ruộng làm rẫy bị những cái vết thương mà dính đất cát, hoặc là những cái vết thương mà nó bị nhiễm bẩn và sau đó không được xử trí nó phù hợp, và cái vết thương đó nó bắt đầu nó nhiễm trùng khu trú. Khi mà nhiễm trùng khu trú cũng không khống chế được tốt, không rửa vết thương kỹ, có khả năng nó nhiễm khu trú này nó lan tỏa toàn thân. Thì những cái vết thương mà nó dẫn tới mà lan tỏa toàn thân, hay còn gọi là khác là những nhiễm trùng huyết như vậy đó, thì có khả năng nó sẽ dẫn tới uốn ván. Vết thương có mô hoại tử dập nát thì nó cũng giống giống như trên kia thôi. Lý do mô hoại tử dập nát là sẽ là một cái tạo một cái môi trường thuận lợi để cho bào nang uốn ván, từ nó có một cái môi trường yếm khí để nó phát triển thành vi trùng uốn ván ha. Vết thương chậm xử trí ngoại khoa trên 6 giờ. Thì đây là năm nhóm vết thương có khả năng, nếu mà một bệnh nhân bị một trong những nhóm này, có khả năng sẽ dẫn tới bệnh lý uốn ván nếu mà không có can thiệp. Về yếu tố chủ thể, nói sơ lược thì thực ra nó cũng không có gì đặc biệt hết. Nhìn qua nhìn lại mình thấy có vẻ như là ở nam thì nhiều hơn nữ. Lý do là nam giới là đối tượng chính trong gia đình hay ra ngoài để làm ăn, làm kiếm tiền ha. Cho nên là có khả năng va chạm bên ngoài nhiều, cho nên có khả năng là bị những cái vết thương, rồi có khả năng bị uốn ván. Địa lý ở nông thôn trên nhiều hơn thành thị, thì có thể hiểu là giống như là những cái người làm những nghề nông đó, thì có khả năng bị nhiều hơn trong những cái nghề người làm những công nhân viên chức ở tới thành phố. Về miễn dịch thì những người mà chưa có chích ngừa thì gặp nhiều hơn so với người là có chích ngừa. Nhưng mà nói đi nói lại như vậy đó, thì có lẽ uốn ván mắc ở tất cả các độ tuổi, giới tính nam và nữ có lẽ là như nhau, địa lý ở đâu cũng như vậy hết. Chỉ có điều yếu tố đặc biệt đó là nếu mà chưa có chích ngừa thì có khả năng sẽ bị thôi, bị nhiều hơn so với chích ngừa, có vậy thôi. Còn cái này là thống kê theo của cô Lương Thị Vi Yến, cô Yến bên bệnh viện nhiệt đới, cô thống kê khi mà cô làm một cái đề tài về uốn ván. Rồi, nói sơ một chút về đặc điểm của vi trùng uốn ván, thì con này nhớ đây là một con vi trùng ram dương và nó kỵ khí tuyệt đối ha. Nếu mà kỵ khí tùy nghi nó cũng không sống được, nó phải kỵ khí tuyệt đối. Và nó tồn tại ở hai dạng, cái dạng mà bào nang là cái dạng tồn tại môi trường bên ngoài, thì cái dạng đó làm cho giúp cho nó tồn tại, nó sống được ở những cái môi trường ở bên như là nắng gió, môi trường bên ngoài, rồi có nhiệt, rồi có sát trùng gì nó cũng sống được tốt hết. Còn cái dạng sinh trưởng như các bạn thấy trên bảng đó, thì cái dạng này là cái dạng nó từ bào nang nó chuyển qua trong cái môi trường kỵ khí tuyệt đối,
Và cái dạng này thì nói chung nó rất là nhạy cảm với kháng sinh và cái những cái thuốc sát trùng thông thường, ví dụ như là ancol hoặc là nước oxy già đều có khả năng diệt được nó hết. Và khi mà có môi trường thuận lợi cho con uống ván từ cái bào nang chuyển thành dạng sinh trưởng á, thì từ dạng từ cái lúc sinh trưởng xong thì nó bắt đầu nó tiết độc tố tetanospasmin và tetanolysin. Thì cái chính tetanospasmin là cái độc tố để gây bệnh cho bệnh nhân gây bệnh uống ván. Cái liều thổi đi. Ừ, không có gì đâu mới, bỏ đi. Về dạng bào nang thì nói sơ qua, thì nói dạng bào nang thì nói rồi, rất là bền vẫn ở ngoài môi trường ha. Và nhớ rằng nó rất là bền với nhiệt. Ở nhiệt độ mà thông thường như nhiệt độ sôi, các bạn nghĩ có thể là diệt được những cái vi trùng khác rồi đó, thì đối với con này nó cũng chưa có chết được. Nó phải ở cái nhiệt độ hấp ở khoảng 120 độ trở lên, mà phải trên từ 20 phút á, thì mới có khả năng diệt được con vi, có cái bào nang uống ván này. Đây là cái dạng mà để giúp cho con vi trùng uống ván nó tồn tại ở môi trường bên ngoài. Thì đây là cái hình ảnh của trên kính hiển vi điện tử, thì cũng nhìn cho biết thôi chứ đâu có làm gì thêm đâu. Người ta nói hình ảnh của con vi trùng uống ván này dạng một cái dùi trống. Vậy biết thôi, xong. Tại vì không giờ cấy được hết, yên tâm. Rồi, sinh lý bệnh uống ván các bạn sẽ được nhắc qua một chút để các bạn có thể hiểu cái con đường gây bệnh của cái con vi trùng này. Thì khi mà một cái vết thương bị nhiễm bẩn thuận lợi tạo một cái môi trường yếm khí, bào nang từ cái môi trường bên ngoài xâm nhập vào vết thương, nó sẽ được chuyển thành dạng sinh trưởng do cái môi trường thuận lợi. Và khi dạng sinh trưởng nó được hình thành, nó sẽ tiết ra cái độc tố tetanospasmin và tetanolysin. Thì cái hình bên cạnh các bạn thấy đó là cái cấu trúc của cái độc tố tetanospasmin. Nó có hai phần, một cái chuỗi nặng và một cái chuỗi nhẹ ha. Thì cái chuỗi nặng chuỗi nhẹ này nó có tác động gì với cái tác dụng gì đối với cái trong cái bệnh lý uống ván? Thì qua cái hình này các bạn sẽ thấy khi cái độc tố uống ván tetanospasmin này được tiết ra, thì cái chuỗi nặng chuỗi nhẹ nó sẽ, thì theo cái cấu trúc, cái chuỗi nặng nó sẽ được gắn vào những cái thụ thể ở những cái đầu tận cùng của những cái sợi trục thần kinh, và nó sẽ hình thành cái hòa màng. Xin lỗi này, nó không có cái con trỏ hả, không thấy gì hết trơn hết. Đứng lên được rồi. Cái chuỗi nặng này nó sẽ kết hợp với những cái thụ thể ở những cái đầu trục sợi trục thần kinh để làm gì? Khi nó hòa màng như vậy đó, thì nó sẽ tách chuỗi nặng ra và cái chuỗi nhẹ này sẽ coi như là sẽ thâm nhập vào cái sợi trục thần kinh, và cái sợi trục thần kinh này nó sẽ cái chuỗi nhẹ này nó sẽ đi ngược dọc theo sợi thần kinh đó, nó sẽ xâm nhập vào tủy sống và đi dọc ngược lên hệ thần kinh trung ương, tức là não bộ. Và từ não bộ nó sẽ đi dọc ra tới đầu sợi thần kinh này ha. Thì tại sao nó đi một quãng đường xa dài như vậy? Thì đó là do cái sinh lý đi theo cái kiểu nó đi ngược sợi trục thần kinh để nó đi tới hệ trung ương, và sau đó khi nó tới hệ thần kinh ương, nó sẽ tới những cái đầu tiếp đầu những cái tận cùng cái những cái synapse này, và ở đây nó sẽ tìm tới những cái túi bào nang những cái túi mà chứa những cái thụ thể GABA. Ở đây cái chuỗi nhẹ này nó sẽ gắn kết với những cái thụ thể trên những cái túi chứa cái thụ thể GABA này. Và khi mà nó gắn kết như vậy đó, nó sẽ phong bế cái túi GABA này, làm cho cái túi GABA này không phóng thích ra những cái thụ thể GABA ở ngay những cái tiếp hợp thần kinh cơ. Thì khi mà không phóng thích được GABA như vậy á, thì sẽ nói sơ qua một xíu. Khi mà bệnh nhân có cái tín hiệu co cơ thì bệnh nhân sẽ được phóng thích acetylcholine ra ngay cái tiếp hợp thần kinh cơ này. Và những cái acetylcholine này sẽ gắn kết vào đây và tạo ra tín hiệu là cơ bệnh nhân sẽ phải co, chẳng hạn vậy ha. Và khi cơ co nó một tới một thời điểm nào đó, nó sẽ được feedback ngược lại là tôi đã hoạt động xong rồi, thì bây giờ cho tôi nghỉ ngơi. Thì khi nó feedback ngược lại tới hệ thần kinh đó, thì những cái túi GABA này sẽ có nhiệm vụ, nó sẽ hòa màng vô cái tiếp hợp thần kinh cơ này, nó sẽ phóng thích ra GABA, và những cái GABA này sẽ tiếp hợp với những cái thụ thể vô đây để cho cơ nó được giãn nghỉ ra. Nhưng trong uống ván, những cái túi GABA này nó bị phong bế bởi cái chuỗi nhẹ của cái tetanospasmin rồi, cho nên nó sẽ không có được phóng thích cái những cái túi GABA ngay những cái thụ thể này, và do đó là bệnh nhân cái hoạt động của cơ vẫn sẽ tiếp tục,
không được nhận tín hiệu để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, cái thụ thể, cái chuỗi nhẹ này nè, nó còn có một tác động nữa, đó là làm cho phóng thích tiếp tục những cái thụ thể acetylcholine từ những cái chỗ tiếp hợp thần kinh cơ này và làm cho cơ co liên tục. Và do đó, trong cái bệnh uốn ván, người ta thấy rằng khi mà bệnh nhân bị biểu hiện, bệnh nhân sẽ có cái tình trạng co cứng cơ liên tục, và tình trạng co cứng cơ liên tục này sẽ dẫn tới tình trạng đau cho bệnh nhân, không có hiện tượng ngừng nghỉ lúc nào hết. Đó là cái biểu hiện sinh lý của trong uốn ván. Nói cho dễ hiểu, đây là cái hình cho dễ hiểu xíu. Đây là hình sinh lý bình thường. Đây là những cái túi chứa acetylcholine. Khi mà hoạt động đã rồi thì coi như là bệnh nhân, một cái người thường nó sẽ kêu là giờ tôi muốn nghỉ, tôi muốn làm thư giãn. Thì những cái túi acetylcholine này sẽ không được phóng thích để tiết hợp vô nhanh cái chỗ tiếp hợp thần kinh cơ này. Và đây, những cái túi GABA chứa những cái thụ thể GABA sẽ được phóng thích vô tới thần kinh. Và khi nhận thần kinh như vậy, nó sẽ báo hiệu, thôi, nghỉ ngơi, không làm gì hết. Để những cái túi acetylcholine này nó đóng lại. Nhưng mà bây giờ, bệnh nhân bị uốn ván, những cái túi GABA đó đã bị phong bế lại hết rồi. Ngay chỗ cái tiếp hợp thần kinh đó, nó không phóng thích ra được nữa. Nó bị bít lại hết bởi những cái độc tố tetanospamin này. Và như vậy, không có nhận tín hiệu nghỉ ngơi gì hết, cho nên là cái chỗ tiếp hợp thần kinh cơ này vẫn tiếp tục tiết ra thụ thể acetylcholine và làm cho cơ co liên tục. Đó là đặc tính của cái bệnh uốn ván. Rồi cái này là được việt hóa thôi, nhìn cho biết. Ở này việt hóa thôi, bỏ qua đi. Đó, có tiếng Việt thêm xíu nha. Rồi, thì đây là cuốn trong Atlas. Đây là khi mà một cái vết thương ở chân thì cái độc tố uốn ván này sẽ đi vào mạch máu và bạch huyết và sau đó sẽ đi tới sợi trục thần kinh cơ tàu tận đó và sẽ đi ngược dọc lên, dọc theo tủy sống rồi sau đó dọc tới não bộ luôn. Và sau đó từ cái não bộ này bắt đầu nó tới những cái chỗ tiếp hợp thần kinh cơ từ vùng đầu mặt cổ đi lan xuống. Và như vậy, thông thường cái tình trạng mà cứng cơ của bệnh nhân xuất hiện sẽ thường là xuất hiện ở vùng đầu mặt cổ trước. Hay gặp nhất là biểu hiện là tình trạng cứng hàm, mỏi hàm, hoặc là người ta nói có thể là cái biểu hiện là vẻ mặt uốn ván như là nụ cười nhăn. Và nó sẽ tiến triển tiếp theo tới từ vùng đầu mặt cổ lan xuống vùng cơ ngực, cơ bụng, rồi sau đó lan xuống ra chân và tay và sẽ biểu hiện tình trạng là co cứng cơ toàn thân. Rồi, đặc điểm mình uốn ván là gì ta? Mình sợ mình cũng nhớ. Rồi, ở trong đây thì cái slide này chỉ nói lên là khi bị mắc bệnh uốn ván đó, thì đa phần sẽ là phải có một cái vết thương ngõ vào để dẫn tới cái tình trạng uốn ván này. Tuy nhiên, có đâu đó cỡ khoảng 1/4 hoặc 1/3 trường hợp sẽ không có tìm được ngõ vào. Lý do không tìm được ngõ vào thực ra là do những cái vết thương đó nó tương đối nó kín đáo. Có thể nằm đâu đó là do bệnh nhân bị sâu răng nè, hoặc xui cái là bệnh nhân bị viêm tai, bệnh nhân cũng không biết. Hoặc ở những cái bệnh nhân mà có những cái vết thương da nó mãn tính, ví dụ như bị chàm hoặc bị vẩy nến, rồi những cái vết thương ở chàm vẩy nến nó bị nhiễm trùng, rồi hay là vô tình nó dính phải những cái dị vật như là đất cát vậy đó, thì có khả năng nó dẫn tới uốn ván mà bệnh nhân không biết. Hoặc là bệnh nhân bị những cái rò hậu môn hoặc là áp xe vùng cơ, vùng hậu môn gì đó, do đó có thể nó bị dính phân và có khả năng bị uốn ván. Đó là những cái ngõ vào mà người ta ít nghĩ tới là như vậy. Chứ hiếm khi nào mà bệnh nhân không có cái đường vào của cái vết thương uốn ván đó. Và khi bị uốn ván thì mình sẽ có cái bốn thể bệnh hay gặp nhất. Hay gặp nhất đó là cái uốn ván toàn thể. Thứ hai là uốn ván cục bộ và những cái uốn ván ít gặp hơn như uốn ván đầu mặt cổ và uốn ván sơ sinh. Thì hay gặp nhất sẽ nói đầu tiên đó là uốn ván toàn thể. Nãy giờ nói có gì hiểu gì không? Không hỏi thiệt, hiểu không? Dễ không? Dễ hiểu hả? Ok. Lát coi phim dễ hiểu hơn xíu nữa. Rồi, uốn ván toàn thể đi nhanh xíu. Uốn ván toàn thể thì là cái thể hay gặp nhất trong bệnh cảnh uốn ván. Khoảng đâu đó tới 4/5 trường hợp. Và cái triệu chứng ban đầu, nếu như theo cái sinh lý bệnh, uốn ván toàn thể mình sẽ cứ hiểu tiếng Việt. Ok, nó sẽ là bị từ toàn thân. Và theo sinh lý, uốn ván nó tới hệ thần kinh trung ương, sau đó nó lan từ trung ương ra ngoại biên.
thì những cái vùng cơ nào nó gần cái vùng hệ trung ương nhất nó sẽ biểu hiện xảy ra sớm nhất. Do đó cái triệu chứng ban đầu mình sẽ thấy đó là cái triệu chứng cứng hàm và nuốt khó, do cái thần cái đoạn thần kinh nhai, cái thần kinh số 5, số 7 cực kỳ ngắn, cho nên là nó sẽ bị những cái triệu đặc trưng đó trước. Và nếu mà bệnh tiến triển, mình sẽ thấy là một cái tình trạng co cứng cơ theo trình tự, tức là cơ cứng cơ vùng cơ mặt vùng đầu mặt cổ trước. Như ở bệnh nhân trên đây mình sẽ thấy xin lỗi, nó bệnh này nó được tự che mặt tốt, nó co cứng cơ nhai trước. Mình sẽ thấy đây bệnh nhân đặc trưng của nó là bệnh nhân không há miệng được, có thể há hạn chế đâu đó nó tầm khoảng dưới 4 hoặc 5 cm. Mình tính sao cái gọi là hàm há hạn chế, tức là mình sẽ tính hai cái bờ của cái cung răng. Đây chẳng hạn, bệnh nhân này coi như là được tính là cái hàm khích, tức là khi nhe răng ra kêu bệnh nhân há miệng, bệnh nhân há không được, hàm không có cách được khoảng 1 cm gì hết. Bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như là hai cái chân mày nó bệnh nhân chau lại hoặc là nhăn cái vùng trán, và mình sẽ thấy là bệnh nhân có biểu hiện như hàn những cái nếp mũi má, nếp nhăn trán hàn rõ. Thì đây là biểu hiện là coi như là cứng cơ nhai, cơ hàm. Và nếu mà có biểu hiện cái vẻ mặt như vậy nữa thì người ta hay nói đây là biểu hiện về mặt uốn ván. Nếu cứng cơ hàm xong á, mình sẽ thấy, mình sẽ quan sát tiếp ở cái vùng cổ bệnh nhân, mình sẽ thấy cái bó cơ đồng chẩm, bệnh nhân sẽ hàn rõ lên hai bó cơ đồng chẩm, hoặc là cái cơ thang bên cạnh đây mình cũng sẽ thấy hình hàn rõ lên. Và thông thường trong uốn ván mình có thể khám bằng cách là động tác là mình nhấc cái cổ bệnh nhân lên coi cổ bệnh nhân nó có bị cứng hay không đó. Mình sẽ thấy bệnh nhân cổ cứng ngắc, giơ lên không được, xoay qua xoay trái xoay phải đều không được hết. Thì đó là tình trạng cứng cơ vùng đầu mặt cổ là như vậy. Rồi, nếu mà cứng cơ vùng đầu mặt cổ xong thì nó sẽ bắt đầu cứng tới vùng lưng, vùng bụng. Thì đây là cái hình ảnh cổ điển. Đây cổ điển, còn đây là cái hình ảnh của bệnh về nhiệt đới. Thì cổ điển mình sẽ thấy nếu mà cứng cơ ngực, cơ bụng, mình sẽ thấy là bệnh nhân có biểu hiện dòm rõ. Lát nữa sẽ có một cái video để các bạn coi á. Các bạn thấy là cái cơ bụng nó hằn lên rõ cỡ 6 múi ha. Và cái lưng của bệnh nhân á, cái này là chắc nó vẽ nó hơi quá thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn khám trên thực tế lâm sàng, các bạn sẽ thấy cơ bệnh nhân á, cái lưng của bệnh nhân á, mình lòn cái tay qua được, không hề yêu cầu bệnh nhân phải ưỡn lưng gì hết ha. Và nếu các bạn bế bệnh nhân lên, các bạn sẽ thấy là coi như là nó giống như là tấm ván nó cứng ngắc vậy đó, nó có thể xoay qua xoay lại, nó chứ không có mềm gì nhũn gì hết. Còn lý do tại sao có hình ảnh này mà nó không giống kia thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ vùng nào, cái cơ phía cơ gọi là cơ vùng ngực hay vùng lưng, cái nào nó mạnh hơn. Tại vì đây là một tình trạng co cứng cơ liên tục. Như vậy nếu mà cơ ngực hoặc là cơ bụng nó được hoạt động nhiều, cái khối lượng cơ cũng như là cái sức gập của cơ nó tốt hơn thì cơ lưng thì coi như nó sẽ gặp, có khi nó gặp ưỡn, nó không có ưỡn lưng giống như hình ảnh này. Còn nếu bệnh nhân mà làm việc mà sử dụng cơ lưng nhiều như mang vác chẳng hạn, như là tập tạ chẳng hạn gì đó, thì coi như nhiều khi là cơ lưng nó mạnh hơn cơ ngực thì có khi nó co lại, nó sẽ biểu hiện giống như cái này, giống như một cái đòn cung gì đó. Và cơ chân tay thì sẽ giống như đây. Cơ chân tay thì các bạn sẽ thấy nếu mà cứng cơ ngực bụng rồi xong rồi nó bắt đầu lan xuống chân, chắc hai chân trước và hai tay sau. Thì cũng giống như vậy thôi. Cái tình trạng là cơ gấp hoặc cơ duỗi đều có cứng cơ hết. Thì cơ ở gấp hoặc là cơ mặt gấp hoặc cơ mặt duỗi, cái nào mạnh hơn nó sẽ ưu thế hơn. Thường tay mình thấy là cái mặt gấp mình làm việc nhiều hơn, cho nên là khi mà nó bị co lại, hai bàn tay nó nắm lại và nó sẽ hình ảnh nó gấp lại cái cơ, cái nó gấp lại cái cánh tay của nó. Còn chân thì thông thường cái bắp chân mình nó lại tốt hơn, nó cứng hơn. Cho nên thông thường mình sẽ thấy là chân nó sẽ thẳng giống như vậy ha. Còn đa phần sẽ là như vậy. Rồi, nếu mà cái tình trạng co cứng cơ như vậy xong á, nó sẽ tiến triển tiếp, thì đa phần nó sẽ tiến triển tiếp qua tình trạng là co giật. Thì co giật ở đây các bạn sẽ đi lâm sàng, các bạn sẽ thấy rằng cái co giật này nó tương đối khác với những cái co giật mà liên quan tới những bệnh lý thần kinh. Ví dụ như động kinh, hoặc là trong những cái trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bệnh nhân bị xuất huyết hoặc nhồi máu não gì đó, nó sẽ khác. Khác chỗ nào? Thứ nhất, co giật này nó xảy ra khi bệnh nhân có kích thích. Bệnh nhân không có thể nào tự ý mà co giật được. Nếu bệnh nhân nằm yên trong một cái phòng để ánh sáng dịu nhẹ, hoặc ánh sáng hoặc là không có bật đèn gì hết,
không có tiếng ồn, không có gì tác tác động tới bệnh nhân hết, thì gần như bệnh nhân sẽ không có tình trạng là không có gì kích thích hết, thì bệnh nhân không có biểu hiện co giật. Cái co giật thứ hai là cái co giật thường nó sẽ có những cái tư thế nhất định. Thì cái tư thế nhất định là giống như cái hình co cứng cơ của ba cái hình các bạn quan sát hồi nãy đó. Nếu bệnh nhân lên tình trạng cơn, lên tình trạng co cứng, lên tình trạng co giật đó, bệnh nhân sẽ có biểu hiện là gồng cứng cơ toàn thân, hai tay gấp lại, hai chân nó duỗi ra ha. Và cái co cứng cơ này, cái tình trạng co giật này nó sẽ xuất hiện khi mà bệnh nhân co cứng có một cách đột ngột như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là rung cơ. Cái rung cơ này nếu mà sau khi cái tình trạng kích thích nó đã ngưng, không còn gì kích thích hết, thì coi như là tình trạng co giật hay là gọi là cái rung cơ này nó sẽ xuống và nó sẽ không xuất hiện lại. Và nhớ là khi bệnh nhân bị co giật đó, là cái đầu tiên phải nhớ là tri giác bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không có biểu hiện gì là rối loạn tri giác hết. Về biến chứng, nếu mà về biến chứng thì khi mà co giật nhiều thì có thể các bạn coi thêm trên bảng, còn cái Na nói những cái phần nào mà nó chính thôi. Rồi. Thông thường đối với uốn ván toàn thể thì nếu mà nó diễn tiến mà gọi là tương đối nó nhẹ nhàng, nó chỉ có biểu hiện là co cứng cơ rồi sau đó nó co giật, và đâu đó nó tồn tại cái triệu chứng nó khoảng ít nhất 2 tới 3 tuần đó, thì nó sẽ qua giai đoạn hồi phục. Đó là coi như là một cái trường hợp mà tương đối nó thuận lợi. Coi nhưng mà có một số trường hợp nó không thuận lợi như vậy. Khoảng cuối tuần 1 hoặc đầu tuần 2 thì bắt đầu nó có thể có biểu hiện rối loạn thực vật. Thì tại sao có cái tình trạng rối loạn thực vật này? Người ta đưa ra cái giả thuyết rằng có lẽ do cái độc tố uốn ván khi nó đi ngược hệ thần kinh, từ đi dọc cái sợi thần kinh, nó đi ngược lên cái phần tủy sống và cái não bộ, nó có tác động tới cái hệ thần kinh giao cảm. Và do đó nó sẽ có khả năng là cuối tuần 1, đầu tuần 2 nó sẽ có gây ra cái biểu hiện rối loạn thực vật. Thì cái rối loạn thực vật này triệu chứng như thế nào? Nó sẽ có biểu hiện là bệnh nhân sốt cao, đột ngột, và bệnh nhân có biểu hiện là mạch nhanh, kèm theo đó là tăng huyết áp. Sau đó một khoảng thời gian ngắn thôi, mình sẽ thấy bệnh nhân tự nhiên là huyết áp nó tụt xuống dưới mức bình thường luôn, nhưng và kèm theo đó là mạch chậm lại. Và cái tình trạng mạch nhanh, huyết áp tăng vọt lên, xen kẽ với tụt huyết áp, mạch chậm xuống, nó cứ lặp lại liên tục như vậy, đâu đó trong một cái thời gian cỡ khoảng một tuần. Ở đó. Và cái tình trạng mạch nhanh tăng huyết áp nó làm như vậy liên tục như vậy đó, thì cái biến chứng này nó có khả năng ảnh hưởng tới cái hệ tim mạch của bệnh nhân, và nếu không xử trí thì bệnh nhân có khả năng bị tử vong bởi những cái tình trạng như là suy tim hoặc là bị nhồi máu cơ tim tiếp 2 chẳng hạn như vậy. Các biến chứng khác thì các bạn có thể coi trên bảng thêm ha. Rồi về uốn ván cục bộ, cần nói không ta? Thôi nói luôn đi. Uốn ván cục bộ thì nói chung là cái bệnh này nó nhẹ hơn nhiều so với uốn ván toàn thể. Có, các bạn có thể hình dung bằng cách là uốn ván cục bộ là sẽ xảy ra ở những cái bệnh nhân mà có chích ngừa uốn ván nhưng mà chích ngừa nó không đầy đủ, nó chỉ có miễn dịch đâu đó một phần nào đó thôi. Vậy thì khi mà bị uốn ván mà dạng nó là cục bộ thì nó triệu chứng như thế nào? Ngay tại vết thương mà cái vết thương đó nhiễm bẩn, và cái vết thương đó nó có khả năng dẫn tới uốn ván đó, thì người ta thấy rằng cái chỗ vùng cơ xung quanh cái vết thương đó nó co cứng cơ. Nhưng mà nếu đi xa hơn những cái vùng cơ khác, xa cái vùng vết thương đó, thì nó lại bình thường, nó mềm, nó không có biểu hiện cứng cơ gì hết. Và như vậy, nếu uốn ván cục bộ mà nó biểu hiện như vậy đó, mình sẽ thấy rằng bệnh nhân sẽ không có những cái triệu chứng như là cứng hàm, mỏi hàm, hoặc là cứng cơ như là cứng cơ ngực, cơ bụng hay cơ lưng gì hết. Nó chỉ có cứng cơ khu trú quanh cái vết thương đó thôi. Và nếu mà nhẹ như vậy đó thì thông thường người ta chỉ xử trí vết thương và chích SAT và theo dõi, có thể sử dụng một số thuốc an thần để cho bệnh nhân mềm cơ, bệnh nhân đỡ đau lại, thì cái bệnh này nó sẽ diễn tiến nhanh hơn, có đâu đó khoảng 1 tới 2 tuần thì bệnh nhân ổn. Tuy nhiên nói nhẹ nhưng mà vẫn có thể nó diễn tiến qua thành uốn ván toàn thể nếu mà không xử trí hợp lý. Rồi, uốn ván động mạch cổ, cái này cần phải nhớ. Uốn ván động mạch cổ thì có là một cái dạng đặc biệt của cái uốn ván cục bộ. Đặc biệt lý do là nó xảy ra bởi những cái vết thương nó nằm ở đâu đó trên cái vùng đầu, vùng cổ của bệnh nhân. Và do cái vùng đầu, vùng cổ này, nó cái vết thương này nó gần tới cái hệ thần kinh trung ương quá, cho nên là cái biểu hiện của uốn ván động mạch cổ thường đa phần là nặng. Nặng là do khi mà nó xâm nhập hệ thần kinh trung ương xong, nó ra lại những cái cơ vùng ngoại biên đó, thì nó biểu hiện giống y chang là một cái uốn ván toàn thể.
Chỉ có khác ở chỗ đó là nó sẽ kèm theo tình trạng là có những cái biểu hiện liệt dây thần kinh ngoại biên, hay gặp nhất đó là liệt dây thần kinh số 7 chẳng hạn như vậy ha. Và bệnh này nó sẽ tiến triển thành uốn ván toàn thể rất nhiều. Nhớ ha. Đây là một cái hình một bệnh nhân ở trong ở Nam Mỹ. Ông này bị một cái vết thương ở ngay cái vùng mắt này, có thể là do bị va đập bởi đánh nhau gì đó. Ông có bị vết thương ngay chỗ này ha. Khi bị vết thương này thì cỡ khoảng đâu đó 3-4 ngày sau thì ổng hay là bắt đầu ổng bị mỏi hàm, ổng bị cứng hàm. Và tới khám bác sĩ á, bác sĩ kêu là bệnh nhân này há miệng đã được hay không thì bệnh nhân không há miệng được. Và bên cạnh đó là ông bác sĩ nhìn thấy là cái nhân trung bệnh nhân này nó bị lệch sang bên phải của bệnh nhân. Khi có vết thương như vậy kèm theo một cái tình trạng cứng hàm, kèm theo có một cái dấu hiệu giống như là liệt dây thần kinh số 7 bên trái ngoại biên, bệnh nhân này được theo dõi chẩn đoán là uốn ván đầu mặt cổ. Và bệnh nhân uốn ván đầu mặt cổ này nó sẽ được xử trí giống như uốn ván toàn thể, theo dõi trong hồi sức và nằm phải ít nhất cũng phải là khoảng 1 tháng trở lên. Cái tình trạng liệt mặt này nó sẽ khác, cái tình trạng liệt mặt trong cái uốn ván đầu mặt cổ này nó sẽ khác với một cái liệt mặt liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đơn thuần. Khi nó bị liệt mặt ngoại biên đơn thuần thì thông thường nó sẽ chỉ có là bị lệch nhân trung thôi ha, có thể là mờ nếp nhân trán ở đây. Nếu bệnh nhân nhắm mắt, bệnh nhân cái có thể là nhắm mắt không kín. Nhưng mà bệnh nhân không thường thì sẽ không có hiện tượng là nó bị cứng hàm. Kêu bệnh nhân há miệng ra, bệnh nhân vẫn há tốt. Uốn ván sơ sinh là một dạng uốn ván đặc biệt của uốn ván toàn thể. Thế cái này nó có gì đặc biệt về triệu chứng? Nó y chang giống như một cái uốn ván toàn thể ở người lớn. Về tiên lượng là tiên lượng nặng. Lý do là thứ nhất, nó xảy ra ở cái độ tuổi quá nhỏ, dưới 1 tháng tuổi, cho nên là về cái miễn dịch nó không có cái gì hết trơn. Cái thứ hai, khó ở chỗ chẩn đoán. Tại sao khó chẩn đoán? Thứ nhất, bệnh nhân này thường được chẩn đoán bởi đa phần là những cái dấu hiệu mà không có gì điển hình cho uốn ván lúc ban đầu hết. Ví dụ như là bỏ bú, khóc yếu và không khóc. Nếu các bạn nhớ lại trong cái phần mà theo dõi hay là các bạn chẩn đoán những cái bệnh nhân mà nhi mà có biểu hiện những cái bệnh lý nặng á, thì một trong bốn dấu hiệu như là bỏ bú nè, khóc yếu nè, ly bì khó đánh thức nè, hoặc là bệnh nhân co giật toàn thân, hoặc là bệnh nhân thở bất thường, thì những cái dấu hiệu đó chỉ nói là bệnh nặng của nhi thôi, còn bệnh gì thì chưa biết. Có thể là trong AMCI của nhi thì có thể nói đó là nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm màng não mủ, viêm phổi nặng hoặc là tiêu chảy cấp mất nước nặng. Vậy thì bỏ bú, khóc yếu, không khóc, rất là chung chung, không có dễ gì để chẩn đoán này là uốn ván hết. Nếu mà không kết hợp thêm cái yếu tố là bệnh nhân nhi này có được cắt rốn không vô trùng, hoặc là lúc mà mẹ mang thai không có miễn dịch, nếu không khai thác được yếu tố này mình khó mà chẩn đoán. Sau khoảng vài ngày hoặc là khoảng một ngày gì đó, bệnh nhân sẽ tiến triển qua co cứng cơ, co giật. Như vậy co cứng cơ, co giật này có khi nào nó là nhiễm trùng huyết sơ sinh, có khả năng là bị viêm đậu mủ hay không? Không ai trả lời được hết. Do đó cái phần mà chẩn đoán uốn ván sơ sinh tương đối khó. Và nếu mà chẩn đoán khó như vậy đó, nó có là làm cho ảnh hưởng này không? Có, tại vì chẩn đoán sai, xử trí sai thì gây ra tỷ lệ tử vong cao. Vậy thôi. Thì nếu các bạn đi thực hành ở bên bệnh nhiệt đới, nếu có gặp ca uốn ván sơ sinh thì anh sẽ hướng dẫn lại cái cách chẩn đoán. Còn đây thì chắc nói sơ sơ thôi, chứ nói cụ thể chắc cũng hiểu được. Ừ. Đây là cách để chẩn đoán đó, làm sao để biết nó bị uốn ván sơ sinh. Có ai cứ thử có cháu con hay cháu gì đó, các bạn có bao giờ bế con nít kiểu này không? Có ai bế kiểu này ha? Bế kiểu này một cái là coi như là ba hoặc mẹ nó quay qua quýnh mình liền rồi ha. Đó, mình chỉ bế hai điểm thôi, đầu và cái chân, cái gót chân của nó, mà mình nhấc lên được luôn. Và đây là cái tư thế đó, như một cái đòn gánh. Rồi, các xét nghiệm chẩn đoán uốn ván sẽ đi lướt qua với lý do là bệnh uốn ván này không có dựa vào chẩn đoán, dựa vào xét nghiệm để chẩn đoán, với có những lý do như đây. Thứ nhất là đây là vi trùng uốn ván, là một cái vi trùng kỵ khí ha, rất là khó cấy ở những cái môi trường thường. Cho nên nếu mà lấy cái dịch vết thương hay là cái vết thương bị nhiễm bẩn đó
mình đem đi làm vi sinh, mình cấy có mọc không, thì đa phần sẽ là âm tính, tại mình cấy ở môi trường thường mà. Nếu mình có yêu cầu nhà vi sinh đó cấy trên môi trường để mọc những cái vi trùng kỵ khí á, thì trường hợp lỡ nó có mọc thì cũng không xác định được, với lý do là cái bệnh uốn ván này gây bệnh bởi độc tố. Tôi cấy tôi mọc đó, nhưng mà con vi trùng uốn ván tôi cấy đó có phải nó tiết cái độc tố để gây bệnh cho cái bệnh nhân này hay không? Không trả lời được. Nha. Có một số trường hợp mình cấy mọc ở những cái bệnh nhân mà không có biểu hiện triệu chứng gì hết, có vết thương cấy mọc ra nhưng mà không có làm gì cả, tại vì nó đâu có tiết độc tố gì đâu. Rồi, những cái xét nghiệm gián tiếp như là đo điện cơ, rồi xét nghiệm tìm kháng thể kháng uốn ván gì đó. Thì trong cái đo điện cơ này thì hồi năm 1960 hay là 1890 gì đó, anh không nhớ chính xác lắm, người ta có làm để phân biệt ở những bệnh nhân là bị sơ cứng bì hoặc bệnh nhân bị với những cái bệnh nhân bị co cứng cơ trong uốn ván, thì tương đối là kết quả hạn chế, khó phân biệt được. Tại khi mà mình đo điện cơ như vậy đó, mình thấy có tình trạng cái hoạt động điện cơ ở những bệnh nhân uốn ván nó tăng cao, nhưng mà trên những cái bệnh nhân mà sơ cứng bì hoặc những bệnh nhân bị những cái rối loạn miễn dịch mà liên quan tới vấn đề về cơ á, thì cái đo điện cơ này kết quả nó cũng tương tự như vậy, cho nên người ta thấy nó không có giá trị cho lắm. Về xét nghiệm tìm kháng thể kháng uốn ván thì cũng vậy luôn, tại vì thứ nhất cái slide trước anh đi lướt qua đó thì độc tố uốn ván gây bệnh đó, nó chỉ cần một cái lượng rất nhỏ thôi để có khả năng là nó đủ để khả năng gây bệnh uốn ván rồi. Cho nên là nếu mà bệnh nhân này bị mắc bệnh uốn ván đó, cái lượng rất nhỏ như vậy nó không có khả năng tạo ra kháng thể uốn ván. Do đó nếu mình lợi dụng tôi bị uốn ván, có khả năng tôi tạo ra kháng thể mắc uốn ván là tôi có thể dựa vào cái này. Ví dụ sau vài ngày tôi bị triệu chứng gì đó, tôi lấy máu tôi xét nghiệm kháng thể, thì kết quả kháng thể đều là âm tính hết. Hiểu được không? Khi các bạn học miễn dịch đó, thì các bạn muốn có một cái kháng nguyên kháng thể, muốn tạo được cái kháng thể trong một cái cơ thể nào đó, thì các bạn phải có một cái lượng kháng nguyên nó lớn. Và theo thời gian, ví dụ như đâu đó cỡ khoảng 5 hoặc 7 ngày, thì các bạn mới tạo được cái kháng thể. Do độc tố uốn ván này, cái lượng để gây bệnh đó, nó cực kỳ nhỏ, cực kỳ thấp. Do đó khi nó xâm nhập vào cơ thể, nó gây bệnh. Nhưng mà cái lượng đó, nó không đủ để tạo ra kháng thể. Hiểu không? Cho nên là nếu các bạn lợi dụng bệnh nhân bị uốn ván, hy vọng tìm được kháng thể mà chống lại cái độc tố uốn ván đó, gần như các bạn tìm không thấy. Có hiểu được cái này không? Và do vậy, khi mà bị uốn ván xong đó, các bạn cũng đừng có hy vọng là bệnh nhân này sau này không mắc uốn ván lại, không có. Bệnh nhân sau khi bị uốn ván xong không có kháng thể, và do đó phải kêu bệnh nhân đi chích ngừa uốn ván lại hết. Hiểu không? Sao thấy khó hiểu hả? Khó quá hả? Dễ, thôi được, từ từ hiểu. Rồi còn công thức máu, những cái xét nghiệm cơ bản như chức năng gan thận thì cái này chủ yếu là giúp cho theo dõi điều trị thôi, chứ nó cũng không có phụ giúp gì trong việc chẩn đoán uốn ván hết. Do vậy nói tóm lại về chẩn đoán uốn ván là chỉ dựa vào chẩn đoán trên lâm sàng. Các bạn phải bắt buộc phải tìm được những cái yếu tố trên đây để các bạn có thể kết luận được bệnh nhân bị uốn ván hay không. Các bạn phải khẳng định được bệnh nhân này có triệu chứng. Đây là cái cách sơ đồ để chẩn đoán một ca bị uốn ván toàn thể. Bệnh nhân có khởi đầu đầu tiên là cứng hàm hay không? Có cứng cơ, sau đó cứng cơ theo trình tự hay không, tức là cứng cơ vùng đầu mặt cổ, lan xuống cơ ngực, cơ bụng, sau đó đang đặt tay chân với tay. Theo thời gian, bệnh nhân có biểu hiện cứng cơ xong rồi sau đó xuất hiện tình trạng co giật hoặc là co thắt kiểu uốn ván hay không. Và bệnh nhân này có một cái vết thương nào đó phù hợp để có khả năng mắc uốn ván hay không. Bệnh nhân này, cái tình trạng miễn dịch bệnh nhân này có được tiêm ngừa uốn ván trước đó hay không, tức là bệnh nhân có miễn dịch uốn ván hay chưa. Nếu chưa, cộng thêm những cái yếu tố trên, có khả năng bệnh nhân này bị uốn ván. Yếu tố cuối cùng là yếu tố phụ thôi, tại vì cái này nó cũng không chắc chắn đúng lắm. Là thường bệnh nhân bị uốn ván, triệu chứng biểu hiện ra thông thường bệnh nhân là hoàn toàn tỉnh táo và không có sốt. Lý do nói cái này nó chỉ phụ thôi đó, là trong một số trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn, cái vết thương bị nhiễm bẩn quá nhiều, có khả năng bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết thì bệnh nhân vẫn sẽ có sốt. Và nếu mà nhiễm trùng huyết thì có khả năng sẽ ảnh hưởng tới trị giá của bệnh nhân. Chỉ có vậy thôi. Và do chẩn đoán uốn ván là chẩn đoán lâm sàng, cho nên là đương nhiên các bạn phải rà lại hết. Cái này là anh lấy của bên tụi nước ngoài thôi, chứ thực ra là bên mình cũng không có làm nhiều như vậy đâu.
Thứ nhất là cái vụ ngộ độc strychnine này thì tụi nước ngoài nó sợ, tại vì tụi nó gặp uốn ván ít lắm, còn bên mình thì gặp nhiều cho nên thấy cũng không cần quan tâm. Ừ, với lại mình cũng cũng liều, mình thấy uống này hoài nên cũng chả sao. Thiệt mà, này là thuốc đông y đó. Ừ. Còn ngộ độc atropine này là mấy cái thuốc mà về an thần hay là mấy cái thuốc về thần cho thần kinh đó, mình cũng uống nhiều cho nên cũng chả có triệu chứng gì lắm đâu. Ừ. Hội chứng ngoại tháp do thuốc thì không thấy gặp nhiều, nhưng mà tụi nước ngoài thì có. Viêm não màng não này, và đặc biệt nhất là viêm não màng não, thì chắc thường các bạn phải nhớ tới bệnh này ha. Bệnh dại nha. Ừ. Triệu chứng dại nó cũng sẽ hơi giống giống. Nó giống ở chỗ là bệnh nhân có biểu hiện dìm đèn là co thắt, khi mà biểu hiện triệu chứng cái giai đoạn hung dữ, mà khi tới giai đoạn mê á thì bệnh nhân có biểu hiện về gồng cơ. Rồi, cái này thì để cho các bạn tìm hiểu thêm, các bạn có thể tìm trong sách vở, hoặc các bạn có thể coi một số video YouTube gì đó để các bạn có thể coi, có thể phân biệt được. Nó không có sự khác biệt á. Cái này là trong sách nước ngoài luôn, thì cái này để làm gì? Thực ra chỉ là để tiên lượng bệnh nhân này phải nằm ở đâu thôi. Tuy nhiên, ở Việt Nam khi bị uốn ván có triệu chứng là sẽ đều phải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu hết, chứ không có nằm khoa thường. Tại vì khi mà bệnh nhân không, người ta không tiên lượng được cái chuyện là bệnh nhân này lúc nào, thời điểm nào nó sẽ có biểu hiện tình trạng giật cơ, hoặc là bệnh nhân bị co thắt, người ta không tiên lượng được chuyện đó. Có mới thấy mình thấy cứng hàm thôi, hoặc là cứng cơ toàn thân thôi, mình nghĩ có thể là chắc 2 3 ngày sau nó mới diễn tiến qua cái tình trạng giật cơ hay là co thắt gì đó, nhưng không, nhiều khi có khoảng vài tiếng sau nó bị co thắt. Cho nên khi bị uốn ván là bắt buộc phải nằm qua hồi sức cấp cứu để được theo dõi sát. Còn cái tiên lượng này dùng để dịch cho vui thôi, chứ thực ra về điều trị y chang nhau hết à. Ừ. Rồi, vậy thì mình sẽ nói qua phần điều trị. Phần điều trị ở đây thì anh sẽ không có nói kỹ lắm. Lý do là các bạn đang ở trên năm Y4, các bạn còn 1 năm Y5, Y6 các bạn mới học điều trị, cho nên là anh sẽ lướt qua cái phần nguyên tắc điều trị và một số điều trị chính thôi, chứ cũng không có phần cần phải nói kỹ. Và nếu có cho thi, anh cũng không có cho thi cụ thể trong cái phần điều trị này. À. Cái slide này thì chắc có thể cho thi. Ừ. Tại nguyên tắc điều trị là bắt buộc phải biết. À. Nguyên tắc điều trị, nhớ một câu. Đối với uốn ván hiện tại là chưa có một cái thuốc điều trị đặc trị gì hết, cho nên những cái một hai ba bốn ở đây đều là điều trị về triệu chứng hết. Thứ nhất là trung hòa độc tố uốn ván, thứ hai là diệt vi trùng uốn ván bằng kháng sinh, và hỗ trợ bệnh nhân chống co giật, chống siêu hô hấp, phòng chống rối loạn thực vật, và thứ tư là phải hỗ trợ về dinh dưỡng, về tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân. Thì đó chỉ là nguyên tắc điều trị thôi. Mình thấy trung hòa độc tố uốn ván đúng ra phải đặc trị chứ, nhưng mà tại sao phải là nói này nó cũng chả có tác dụng gì. Với lý do độc tố uốn ván khi mà nó bám vào thần kinh là không có cách nào tách đảo ngược lại được hết. Chỉ trung hòa được độc tố uốn ván nào còn lưu hành trong máu hoặc trong huyết thanh. Còn nếu mà độc tố uốn ván đã bám vào thần kinh rồi đó thì chịu, không có cách nào tách ra được hết. Cái trung hòa các ACT này cũng không có thể nào tác động vào thần kinh luôn nha. Cho nên nếu mà bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng uốn ván thì cần phải trung hòa độc tố uốn ván càng sớm càng tốt. Thì cái trung hòa càng sớm càng tốt này chỉ là mục đích là để những cái độc tố nào còn tự do trong máu, trong huyết thanh đó, nó bị trung hòa. Hoặc là ngay tại chỗ vết thương đó, khi bệnh nhân được nhập viện, người ta sẽ xử trí vết thương. Thì người ta hy vọng là cái độc tố uốn ván mà nó nằm trong vết thương đó, sau khi nó được giải phóng bởi vết thương được xẻ hay là được coi như là rửa tháo vậy chẳng hạn, thì cái độc tố uốn ván này nó sẽ bị trung hòa bởi cái huyết thanh này. Vậy thôi. Còn nếu mà đã gắn vào thần kinh thì các bạn đừng hy vọng nó bị tách rời ra. Cho tới bây giờ là chưa có thuốc nào có thể tách rời được cái độc tố uốn ván ra khỏi thần kinh hết. Như vậy thì khi nào đại diện nó sao nó hết bệnh? Nó hết bệnh là do cái độc tố uốn ván nó bám vào thần kinh vào đó, nó theo thời gian nó bắt đầu nó tiêu biến dần, thì thời gian tiêu biến dần đâu đó khoảng 2 tới 4 tuần gì đó. Rồi sau đó nó tạo cái một cái thụ thể mới, rồi sau đó mới phục hồi. Vậy thôi. Ha. Và ở Việt Nam tương đối còn nói chung là chưa giàu có lắm, cho nên là vẫn sử dụng cái truyền thống đó là huyết thanh kháng độc tố từ ngựa. Còn nước ngoài thì lấy cái này xài, đó là HTIG. Nha. SAT này thì nói chung là mình điều chế được tương là dễ, rẻ tiền. Xui cái là nó có khả năng nó gây phản ứng phản vệ. Nha. Về liều lượng thì các bạn có thể tham khảo trong bài. Diệt vi trùng uốn ván. Diệt vi trùng uốn ván này cũng là một dạng điều trị triệu chứng thôi,
Tại vì uốn ván gây bệnh bởi độc tố uốn ván, nó đã phóng thích độc tố rồi thì giờ diệt vi trùng thì chỉ cho vui chứ có làm gì đâu. À. Cho nên là khi mà bị vết thương mình sẽ cho kháng sinh để diệt vi trùng uốn ván, là để hy vọng là lỡ mình chăm sóc không tốt, kháng sinh này nó phụ thêm một việc là nó làm sạch cái con vi trùng uốn ván, phụ vậy thôi. Còn độc tố đã tiết rồi thì nhìn chứ không làm gì hết. Nha. Và hiện tại mình sẽ chọn kháng sinh nào đầu tay, đó là kháng sinh metronidazole, mình không chọn penicillin nữa. Penicillin này thì hồi đâu đó 1800 về trước á, thì còn sử dụng với lý do đó là kháng sinh này mới ra. Nha. Và cái lý do không chọn penicillin này là do bởi cấu trúc penicillin này, nó là cấu trúc nó có giống với những cái thụ thể GABA. Khi mà sử dụng penicillin, nó có khả năng nó tương tác và nó cạnh tranh với những thụ thể GABA, và có do đó có khả năng nó làm giảm đi những cái tác dụng của những cái thuốc như an thần nhóm benzodiazepine, và như vậy có khả năng nó gây tình trạng co giật nhiều hơn. Và hay nói nhất đó là khả năng gây dị ứng của thuốc nhóm thuốc penicillin. Do đó đây là những cái lý do người ta ít dùng cái nhóm này hiện tại bây giờ. Như vậy thì nếu mà bị vết thương dẫn tới uốn ván thì kháng sinh sẽ chọn là metronidazole. Còn nếu mà vết thương nó có bị nhiễm trùng kèm theo thêm đó thì có thể là sử dụng thêm một kháng sinh nhóm khác, chứ không có dùng cái này nữa. À. Trừ những cái chỗ nào mà không có những cái kháng sinh này thì người ta mới bắt buộc lựa chọn cái này lại thôi. Về liều lượng, rồi các con bạn có bạn hãy coi trên đó. À, rồi tiếp. Cũng vậy. Nhóm cái điều trị thứ ba cũng là chống co giật và co thắt. Bằng thuốc an thần ở đây chủ yếu hay sử dụng nhất là nhóm benzodiazepine. Thì trong cái nhóm này mình có hai thuốc ở trong bệnh viện hay sử dụng nhất, đó là diazepam hoặc là midazolam. Hai cái này về tác dụng an thần, về tác dụng giảm đau, cũng như là cái tác dụng, cũng như là thời gian bán hủy thuốc, nó tương tự lẫn nhau. Chỉ khác biệt chỗ xíu, diazepam này thì nó tan trong mỡ, còn cái midazolam này là tan trong nước. Như vậy nếu mà sử dụng cái thuốc diazepam này với cái tần suất là liên tục dày đặc á, hoặc là liên tục kéo dài đó, có khả năng nó dễ gây tình trạng viêm tĩnh mạch cho bệnh nhân. Được cái thì cái này nó rẻ tiền. Cái midazolam này là thuốc tan trong nước thì nó ít gây viêm tĩnh mạch, nhưng xấu hơn nó hơi tệ một cái là nó hơi mắc tiền chút vậy thôi. Còn về tác dụng của hai cái này là như nhau. Do đó nếu ở cơ sở y tế các bạn sau này các bạn làm á, có cái gì sử dụng đều được hết. Diazepam hoặc là midazolam đều được hết. Còn một số thuốc khác nữa nhưng mà chắc không dùng, ví dụ như là acid valproic hay là cái Robofol hoặc là cái gì ta, phenobarbital, thì cái đó mình không có dùng. Với lý do là nó tác dụng, cái Robofol thì nó sử dụng trong an thần để gây mê á, thì thuốc đó quá đắt tiền mình không có dùng. Còn cái phenobarbital thì nó cái tác dụng mà để chống co giật co thắt á, nó khởi đầu nó chậm quá, nó không có nhanh, cho nên là mình cũng không dùng. Rồi, nếu sử dụng thuốc an thần mà đã tới liều tối đa, giống như cái slide trước, mà không khống chế được tình trạng co giật của bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có biểu hiện co thắt, thì có thể mình sẽ phải sử dụng tới thuốc giãn cơ để cho bệnh nhân có chỉ định kiểm soát hô hấp và thở máy. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng thuốc giãn cơ, đây là nhóm bipecuronium. Yeah. Thì cái liều ở đây, và đây là một số chỉ định để dùng cho nó. Rồi, cái hình bên đó là cái hình hồi năm đi học nội trú. À, bệnh nhân này chắc còn sống ha. Bệnh nhân này nằm đâu đó trong khoa hồi sức bệnh nhân bệnh dị nhiệt đới chắc khoảng được đâu 3 tháng, tại vì bệnh nhân này xui, bệnh nhân này còn nhiễm trùng bệnh viện. Các bạn thấy khi bệnh nhân mà đã được sử dụng thuốc an thần giãn cơ, bệnh nhân sẽ nằm liệt giường vậy hết. Nếu bệnh nhân, những cái bệnh nhân bị hồi sức, những bệnh nhân hồi sức khác, ví dụ như là do bệnh nhân bị viêm phổi, siêu hô hấp, hoặc bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim gì đó, giải quyết cái đó xong, bệnh nhân sẽ được tập vật lý trị liệu liền. Bệnh nhân uống ván này thì chắc là không được tập vật lý trị liệu với lý do đang cứng cơ, rồi đang bị bất vì uống ván, hạn chế những cái yếu tố kích thích, cho nên là cái việc mà tập vật lý trị liệu sớm là không có. Phải để đâu đó ít nhất bệnh nhân 1-2 tháng bệnh nhân chắc chắn hết uống ván bắt đầu mới tập vật lý trị liệu. Bệnh nhân nằm lâu như vậy, bệnh nhân sẽ bị biến dưỡng cơ, bệnh nhân ít được xoay trở do uống ván, hạn chế tiếp kích thích mà bệnh nhân có khả năng bị thuyên tắc tĩnh mạch hay gọi là huyết khối tĩnh mạch ha. Và bệnh nhân này có được mở khí quản, nằm lâu như vậy trong uống ván nó có hiện tượng tăng tiết đàm liên tục,
cho nên bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng bệnh viện, nhất là bị viêm phổi. Nhiều khi nó bị co thắt cái cơ bàng và cơ vòng bàng quang, cho nên bệnh nhân đi tiểu không được, phải đặt xong tiểu, nhiễm trùng tiểu. Do đó 1-2 tháng là chuyện thường. Rồi, đối với rối loạn thần kinh thực vật thì mình chỉ được sử dụng một số thuốc để hạn chế tình trạng rối loạn thần kinh thực vật này nó tác động xấu tới tim mạch thôi. Magnesulfat là thuốc hiện tại mới, nói chung là thuốc được nghiên cứu trong độ khoảng đâu đó được 10 năm nay. Thì magnesulfat này về hiệu quả hạ áp cũng như là làm cho bị làm giảm cái tình trạng bị rối loạn nhịp á, mạch nhanh huyết áp tăng vọt lên rồi mạch chậm huyết áp tụt xuống á. Thì đối với magnesulfat này người ta thấy rằng nó tác dụng tới thụ thể alpha, cho nên nó gây giãn cơ giãn mạch ha, và nó ức chế phóng thích catecholamine. Về thực về hiệu quả trên lâm sàng đó, người ta thấy rằng có vẻ nó bảo vệ được cái tình trạng tim mạch bệnh nhân nó tốt hơn so với không dùng thuốc. Tuy nhiên cái hiện tượng mà rối loạn nhịp cũng như là huyết áp tăng cao hay là tụt xuống liên tục á thì nó không thay đổi lắm so với không dùng thuốc. Vậy thôi, tức là nó vẫn có nhưng mà có lẽ cái tỷ lệ hay là cái biên độ nó dao động nó không nhiều hơn thôi. Cho nên magnesulfat vẫn dùng. Dùng ở đây là chủ yếu mục đích là để bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân. Còn hạn chế được cái tình trạng này thì chắc không có. Do đó có một số trường hợp các bạn sẽ thấy đi lâm sàng thấy huyết áp bệnh nhân cao vọt quá, người ta vừa sử dụng magnesulfat và người ta có thể sử dụng thêm những cái thuốc mà để giảm, để hạ huyết áp bằng dạng truyền như là nicardipine chẳng hạn vậy. Rồi, đừng nhớ mày này, bỏ đi. Ừ. Thuốc bỏ hết. Này nhắc cho vui thôi. Ừ. Nha. Rồi, đây là biến chứng nãy nói sơ qua rồi đó. Ừ. Thôi bỏ đi. Rồi. Nói chung là trong phần điều trị, anh nhắc lại là các bạn chỉ nhớ giùm anh là đó là cái nguyên tắc điều trị. Vậy thôi. Còn về chi tiết trong đó thì nếu các bạn hứng thú, các bạn đi thực tập lâm sàng sẽ nhắc lại. Còn nếu không thì đừng nhớ tới nhức đầu lắm. Ừ. Rồi về phòng ngừa. Cái này là chính nè, cái này phải nhớ. Phòng ngừa thì coi như là các bạn phải nhớ, nhất là phòng ngừa trước khi có vết thương. Tức là coi như là phòng ngừa mà để sau này lỡ có vết thương để bị á. Thì trước khi có vết thương thì phải phòng ngừa sao, và sau khi có vết thương thì phòng ngừa sao. Thì đối với một cái trẻ dưới 5 tuổi, lúc mà cỡ khoảng tháng thứ 2 sau sanh, tháng 2, tháng 3, tháng 4, các bạn nhớ trong lịch tiêm chủng mở rộng đó, nó có 3 mũi phối hợp lẫn nhau, đó là mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván. Thì mũi 1, mũi 2, mũi 3 ứng với tháng thứ 2 sau sanh, thứ 3 sau sanh và thứ 4 sau sanh. Rồi sau đó cái mũi thứ 4 sẽ được chích nhắc lại 1-2 năm tuổi sau. Và mũi thứ 5 sẽ là lúc khoảng 4-6 tuổi, chứ trung bình là khoảng 5 tuổi sẽ chích nhắc lại mũi thứ 5. Nhớ ha, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 3, tháng tuổi đó thì coi như là chích 3 mũi liên tiếp. Rồi sau đó khoảng 1-2 tuổi thì chích mũi thứ 4, tới 5-6 tuổi thì chích mũi thứ 5. Đó là coi như là đối với trẻ dưới 5 tuổi mình sẽ chích như vậy. Còn từ trẻ 6 tuổi trở lên thì coi như là mình sẽ chích mũi nhắc lại 10 năm nếu mà chích lịch đầy đủ như vậy nha. Đối với trẻ lớn và người lớn mà chưa có chích ngừa trước đó thì coi như mình sẽ tiêm, coi như là tiêm theo cái mũi là 0, 1, 12. Cái này hồi xưa lấy slide cũ cho nên là còn 1 dễ chứ 6. Rồi bỏ số 6 rồi nha. 0, 1, 12 thôi ha. Rồi. 0, 1, 12. Thì cái lịch thì nó có vậy thì có gì đồng mới. Rồi, đối với thai phụ. Thai phụ thì các bạn phải, sau này các bạn nào làm về sản khoa phải nhớ cho thai phụ nhớ đi chích ngừa. Tại vì cái nguy cơ và bị uốn ván sản khoa cao nếu mà không có chích uốn ván, cũng như là có khả năng bị uốn ván sơ sinh nếu mà không có chích ngừa, không có tạo miễn dịch cho cái thai phụ đó. Thì mũi 1, mũi 2 trong quá trình mang thai chích liền một là mũi. Mũi thứ 2 ít nhất 4 tuần sau mũi 1. Người ta không quan tâm tới là chích thời điểm nào, chích càng sớm càng tốt nha. Người ta không quan tâm là trong cái thời điểm nào, nhưng mà ráng làm sao đó cho bệnh nhân, cho cái thai phụ đó ít nhất là 2 mũi thì nó có khả năng nó tạo được cái kháng thể, tạo được cho cái phòng ngừa bị uốn ván sản khoa cũng như uốn ván sơ sinh. Mũi thứ 3 là rơi vào cái thời kỳ mà bệnh nhân rồi bị thai phụ có mang thai lần thứ sau, hoặc mũi thứ 4 cũng như vậy. Mũi thứ 5 đối với thai phụ mà trong cái thời kỳ mà sinh sản đó,
Nếu mà bệnh nhân được tiêm đầy đủ cả 5 mũi như vậy đó thì coi như là bệnh nhân sẽ được bảo vệ tốt. Rồi, các bạn chỉ có nhớ vậy thôi. Thì cái này anh lấy trong cái lịch tiêm, cái lịch tiêm chủng mở rộng thôi chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Cái này là để tóm tắt lại cho các bạn dễ nhớ. Rồi. Cái đó là coi như là phòng ngừa uốn ván trước khi có bị vết thương. Vậy thì phòng ngừa uốn ván khi mà có bị vết thương thì phòng ngừa làm sao? Mình sẽ phải hỏi bệnh nhân là có tiêm ngừa uốn ván trước đó hay chưa. Nó sẽ chia ra những cái trường hợp sau đây. Dễ nhất, chưa có tiêm, coi như là bắt buộc bệnh nhân này sẽ được phải xử lý vết thương, tiêm ngừa VAT và SAT, và sau đó bắt bệnh nhân tiêm ngừa VAT theo lũ theo lịch, là cái thứ nhất. Nếu mà bệnh nhân tiêm nó chỉ một phần nào đó thôi, ví dụ như tiêm được đâu một mũi hoặc là hai mũi, thì mình kêu bệnh nhân phải đi tiêm mũi còn lại. Mình sẽ phải đánh giá cái vết thương bệnh nhân coi, nếu mà vết thương bệnh nhân nó xấu, nó dơ quá, mà bệnh nhân này giả sử mới có mũi một thôi, thì thôi, coi như là mình phải tiêm thêm SAT cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tiêm được hai mũi rồi, thì mình đánh giá vết thương, nếu mà vết thương thì cũng không đến nỗi mà nó có khả năng nó dẫn tới uốn ván, thì có thể cân nhắc, có thể là tiêm ngừa SAT hoặc là không. Và bắt buộc phải kêu bệnh nhân đi tiêm ngừa tiếp tục cho đủ lịch. Nếu bệnh nhân đã tiêm 3 mũi rồi mà cái mũi cuối VAT dưới 5 năm, coi như là cái thời hạn bảo vệ vẫn còn đó, thì coi như là không cần quan tâm vết thương như thế nào hết. Chỉ cần kêu bệnh nhân chích nhắc VAT một mũi thôi, SAT không cần phải chích. Còn nếu mà nó quá 5 năm rồi thì phải dòm cái vết thương coi nó có ghê gớm không, nó có bị nhiễm trùng dữ không. Nếu mà nó nhiễm trùng hay nó như có vẻ thì có khả năng dẫn tới uốn ván nhiều, thì thôi, chích SAT cộng thêm một mũi VAT nhắc. Rồi, chỉ có vậy thôi. Hiểu được không? Có dễ hiểu không? Hay hơi rối quá. Dễ mà. Cái slide này là slide anh lấy của mấy thầy cô rất là xưa, mà chắc là cô Thúy Hà nói về uốn ván. À, tại sao mình à, cái này để giải thích tại sao là khi bị uốn ván mà sau khi bị vết thương mà mình phải phòng ngừa á, thì khi mình phải tại sao mình phải tiêm cả SAT lẫn VAT, với lý do sau đây. Khi tiêm mũi zero là mũi đầu tiên á, VAT thì nó chả có tạo được miễn dịch gì hết, nó giống như là cái nền để tiêm mũi VAT lần thứ hai, mà sau đó ít nhất 7 tới 10 ngày nó mới bắt đầu có khả năng tạo được cái miễn dịch. À, xin lỗi, đây nè, đó, khúc này nè, nó bắt đầu mới tạo có khả năng miễn dịch để phòng ngừa uốn ván, ít nhất là khúc này. Còn từ mũi 0 cho tới mũi số 1, mũi 1 tới mũi 2 đó, cách sau đó 7 tới 10 ngày đó, là không có miễn dịch nào hết. Như vậy thì cái việc mà để chống uốn ván á, nó sẽ dựa hoàn toàn vào cái SAT này. Thì cái SAT này á, nó có cái nhược điểm là nó chỉ có tác dụng đâu đó khoảng tầm một tuần, hay cho khoảng tối đa là 10 ngày thôi. Còn khoảng 10 ngày cho tới một tháng sau, tức là cái tới cái mũi thứ hai, mũi VAT thứ hai đó, thì khúc này không có miễn dịch. Thì đối với Việt Nam đó, cái khúc này á, là có khả năng nếu mà vết thương bệnh nhân nó nhiễm trùng, không được xử trí tốt, thì có khả năng bệnh nhân sẽ bị uốn ván trong giai đoạn này. Ở Việt Nam thì hay bị vậy, còn ở nước ngoài thì nó không có làm vậy, nó không có rảnh, cho nên là nó chích HTIG luôn. HTIG thì nó phủ được cái kháng thể từ cái lúc mà bị vết thương cho tới lúc qua được cái mũi VAT thứ hai. Còn lý do tại sao mình không có ở đây là do mình nghèo. Rồi, đó là vậy thôi nha. Những cái khóa trước các bạn cũng có hỏi là thế nếu mà mình chích SAT nhắc lại ngay thời điểm này thêm một lần nữa hoặc hai lần chẳng hạn như vậy, tại vì 7 tới 10 ngày là coi như mà được khúc này thêm hai nhát nữa thì chắc có thể ok được không? Có lẽ được. Nhưng với lý do người ta không đưa ra là do SAT này là cái thanh kháng độc tố uốn ván từ ngựa. Khi mà nó chích vào, các bạn nhớ lại cái khoa học mà về bằng sinh về miễn dịch học á, thì coi như các bạn hiểu đây là một cái chất lạ, khi tiêm lúc ban đầu cơ thể nó sẽ tạo ra kháng thể nhưng mà nó không phản ứng gì hết, nó để dành cái kháng thể đó hay là nó lưu vào cái tế bào lympho B, nó nhớ lại à, cái thằng này lạ nè, không biết gì hết. Tới lần thứ hai mình chích dắt nhiều lần cái à, lập tức tế bào lympho B nó à đây là một cái chất lạ, nó sẽ phóng tích ra kháng thể để chống cái này lại liền nha. Và có khả năng nó gây ra phản vệ nhiều. Mũi thứ ba
cũng sẽ dày hơn và cái tần suất nó sẽ càng ngày càng lớn nhiều hơn. Do vậy người ta thấy rằng nếu mà chích SRT như vậy đó có khả năng sẽ dẫn tới nguy cơ phản ứng phản vệ cho những lần sau lặp lại nhiều hơn. Đó là lý do người ta không làm. Hiểu được không? Có hiểu hả? Thôi bỏ qua đi. Rồi đến lại gì đây ta? Thôi bỏ này bỏ qua đi. Được. Rồi. Ủa? Xử lý bất thường khi mà bị những cái vết thương có khả năng dẫn tới uốn ván thì xử lý như sao? Nó sẽ hơi khác với bên ngoài một chút. Bên ngoài nếu có bị vết thương thì chắc là rửa sạch vết thương bằng nước muối ha, lấy sạch dị vật, các loại mồi tử. Nhưng mà đối với bên nhiễm á là các bạn phải rửa sạch vết thương với oxy già nha. Chắc bắt buộc á, tức là coi như vết thương hở vậy nè, đó, dính dị vật đất cát là lấy oxy già ra mà rửa. Chứ không có lấy nước muối pha loãng bupidin hay có gì hết, lấy oxy già rửa. Lấy sạch dị vật và phải cắt lọc mồ hôi tử nha. Nếu mà bệnh nhân mà bị những cái vết thương mà ở gót chân hay những cái vết thương nào mà tưới máu nó kém á là bắt buộc phải để hở da săn sóc chứ không có băng bó gì hết nha. Tại vì băng bó nhiều khi nó tạo môi trường yếm khí để cho lỡ nó còn sót lại những cái gì đó nó vào nang uốn ván, có khả năng nó hình thành lên uốn ván trưởng thành không được. Vết thương gãy xương mà có khả năng dễ vết thương hở đó, có khả năng những uốn ván phải mở cửa sổ bột ra luôn, không có thể là băng bó bột kín mít được, không làm được đó. Đã có những cái trường hợp cũng không phải gọi là ít đâu, tức là bên bệnh viện chỉnh hình bệnh nhân này bị gãy xương, người ta có thể là đóng đinh nội tủy hoặc là coi như là đóng cái khung xương, cái không khung kim loại bên ngoài đó. Một tuần sau qua bệnh viện nhiệt đới điều trị uốn ván hết. Rồi. Sử dụng kháng sinh thích hợp nếu có nhiễm trùng vết thương thì cái này là chung, không có gì hết. Nhớ ha. Xử lý vết thương bệnh nhân bị uốn ván á, xử lý vết thương chưa có bị hoặc là có bị rồi đó là bắt buộc phải rửa vết thương với oxy già, lấy sạch dị vật và cắt lọc mô hoại tử. Nha, đó là bắt buộc á, chứ không phải là thấy giờ mua vết thương này gì. Cũng không ghê lắm thôi, rửa bằng nước muối không được nha, đó là bắt buộc. Cái này bỏ qua đi. Ừ. Rồi bạn tới đây là hết rồi đó, xong rồi đúng 15 phút. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Có lẽ phải cần đó, tại vì xử trí nó hơi khác nhau. Rồi thông thường cơ thể tinh đi á, nó sẽ có biểu hiện đặc trưng là đa phần là nó một sẽ là một cách đột ngột. Thông thường thì nó có nhiều cái biểu hiện như là nó rối loạn cảm xúc hoặc nó bị cái gì nó về rối loạn về tâm lý chẳng hạn vậy. Khi mà biểu hiện cái cơn tetany mình sẽ thấy là nó hình như có tình trạng giống như là nó bị co cứng cơ ở ngoại biên trước, nó sẽ đi ngược lên phía trước. Nó khác với uốn ván là đi từ trung ương, từ trung tâm nó đi ra ha. Mình sẽ thấy là nó bị co quắp cơ tay, cơ bàn chân. Và nếu mình làm những cái nghiệm pháp mình đánh giá nó sẽ có biểu hiện tiếp là cái cứng cơ ngoại biên nó đi ngược vô bên trong, nó bị giống như kiểu là mang căng mang bớ á, thì có, nhưng mà nó chỉ được bảo vệ đâu đó trong khoảng 6 tháng đầu thôi nha, sau đó nó cũng sẽ phải đi tiêm ngừa. Nhưng mà người ta sẽ nhắc, nhưng mà người ta sẽ thấy rằng thường thông thường thì chỉ khoảng 6 tháng đầu nó có miễn dịch, nhưng mà người ta phải tiêm trước đó khoảng tháng 2 bạn tự. Và cái miễn dịch của phụ nữ mang thai đó là chỉ để bảo vệ cho cái lúc mà nó chuyển dạ tốt thôi. À. Tức là nếu mà nó cắt lốn vô trùng hay không vô trùng mà nó chăm sóc lốn như thế nào đó bị trùng đó, có khả năng có thời gian sau. Còn người phụ nữ thì sao thầy? Ví dụ như là ở trong cái kỳ mang thai tiêm đủ 5 mũi rồi. Ừ. Vậy thì trong khoảng thời gian sau đó người phụ nữ mà sống như bình thường nha, có miễn dịch nó khoát. Ừ. Sau được. Nhắc lại sau 10 năm. Đúng rồi. Ha. Coi như là tiêm đủ 5 mũi rồi đó, trong thời kỳ mang thai, thời kỳ sản khoa, thời kỳ sinh sản đó, thì sau đó nhắc lại là phải mỗi 10 năm nha. Hồi xưa cũng có một số nghiên cứu đánh giá coi là có thể giống như là xét nghiệm cái nồng độ kháng thể không, thì người ta thấy rằng cái nồng độ kháng thể đó thật ra trong bài anh không có nói thôi, tại vì nó cũng làm em hoang mang. Nhất là khi chích đó, thì thông thường nó cái nồng độ kháng thể nó chỉ cần khoảng là cái nồng độ khoảng được 0.1 thôi á, thì coi như nó đủ bảo vệ rồi. Tuy nhiên có một số người chích ngừa uốn ván xong nó cũng không đạt được tới mức độ đó.
Cho nên là nhiều khi chích xong không đủ để bảo vệ. Như vậy thì khi mình chích đủ 3 mũi đó thì mình cứ hy vọng là mình sẽ có kháng thể, và nếu mà có vết thương thì mình sẽ dựa vào coi coi cái 3 mũi đó từ cái lúc mũi cuối cho tới cái lúc mà có vết thương đó nó khoảng thời gian dưới 5 năm thì ok, không cần phải chích nhắc, không cần phải phải chích SAT nữa, chỉ có thể chích nhắc lại cái VAT một mũi thôi. Còn nếu mà cái vết thương nó xấu hoặc là cái thời gian nó hơn 5 năm rồi đó thì mình phải chích nhắc lại cũng như chích SAT thôi. Chưa chích hả? Chưa biết thì chích lại thôi chứ sao, chứ đâu khó vậy. Thiệt, hiện tại là giờ ta mình chưa có, mình hồi xưa mình có làm đó, nhưng mà trong nghiên cứu thì mình không có áp dụng đại trà trên lâm sàng, mình không có đo cái nồng độ kháng thể của mình những cái bệnh nhân mà đi tiêm ngừa uốn ván, mình không có làm đó. Mình chỉ nói là tiêm ngừa đủ 3 mũi được thôi, thôi khi bị vết thương thì phải coi vết thương sao, thời gian tiêm nó tới cái lúc mà có vết thương đó bao lâu rồi thì người ta tính tiếp vậy thôi.